Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội thông tin, đơn vị đã bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp 17 đối tượng và tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình Sự. Vụ việc được xác định một số thanh thiếu niên thuộc hai nhóm kín trên mạng xã hội là nhóm những cơn mưa thủy tinh và nhóm 29M1 xảy ra mâu thuẫn chửi bới thách đối nhau. Sau đó, các đối tượng đã kêu gọi các thành viên trong nhóm tụ tập chuẩn bị hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2024, hai nhóm trên hẹn gặp nhau. Các đối tượng mang theo hung khí chuẩn bị sẵn gồm nhiều tuyếp sắt và phóng lợn nhóm 29M1 di chuyển từ địa bàn huyện Thanh Trì về huyện Thường Tín để gặp nhóm những cơn mưa thủy tinh. Sau khi gặp nhau, hai bên truy đuổi đánh nhau trên các tuyến đường thuộc huyện Thanh Trì và huyện Thường Tín khiến nhiều người đi đường khiếp vía. Qua công tác quản lý địa bàn, đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Trì nắm được thông tin về vụ việc nên đã nhanh chóng tập trung lực lượng ngăn chặn, truy bắt các đối tượng. Khi các đối tượng đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường thì phát hiện bị công an truy đuổi nên hai nhóm tản ra, bỏ chạy về nhà cất giấu hung khí. Đến ngày 18 tháng 4, Công an huyện Thanh Trì đã bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp 17 đối tượng thuộc hai nhóm 29M1 và những cơn mưa thủy tinh và tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng. Tăng vật thu giữ gồm vũ khí tự chế. Được biết, các đối tượng trên đều là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.